Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thầy thuốc của bạn. Chương trình được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, năm 2022 là năm thứ ba liên tiếp nước ta nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bằng sự nỗ lực đoàn kết Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ y tế, mỗi viên chức, người lao động trung tâm kiểm soát bệnh tật đã luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn vất vả, góp phần cùng tập thể trung tâm thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển y tế của tỉnh. Những tháng đầu năm 2022, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác tham mưu chỉ đạo, trung tâm kiểm soát bệnh tật đã cử viên chức trực tiếp hỗ trợ tại 11 trạm y tế xã phường của thành phố, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, hỗ trợ tham gia xử lý các ổ dịch, ca bệnh tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Quảng Hòa. Việc hỗ trợ đã kịp thời giảm tải cho viên chức đang thực hiện nhiệm vụ đóng góp vào sự thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công việc chính của cô, uh các đồng chí là hỗ trợ chủ yếu là thứ nhất là về lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và tại trạm cho những người dân đến test thứ hai là khi test phát hiện dương tính thì tư vấn về chăm sóc sức khỏe tại nhà và điều trị tại nhà ba là hỗ trợ cán bộ trạm tiếp cận với những phần mềm cập nhật phần mềm khai báo y tế cũng như là quản lý f 0 trên địa bàn và hỗ trợ điều trị f 0 tại nhà có hôm nửa đêm là cán bộ cũng thực hiện đi lấy mẫu tại nhà. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tham mưu chỉ đạo công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế. Phối hợp với Trung tâm Y tế, tuyến huyện, tổ chức tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện công tác tiêm chủng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến mức cao nhất. Đến tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm được trên 1,3 triệu mũi. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 95,7%, mũi 2 đạt 92,5%, mũi 3 là 82%, tiêm nhắc lại mũi 4 trên 95%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 100%, mũi 3 trên 55%. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 trên 98% và mũi 2 trên 77%. Làm như nào mà có được có hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch cũng như là đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thì Bệnh viện Đa Khoa Hà Quảng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà từng ngõ, từng nhà, từng người để rà soát và động vận động tuyên truyền để cho uh, các bà con uh, đến để được tiêm và được bảo vệ sức khỏe nhất là cái trong cái đợt dịch uh, covid này. Sau khi có cái dịch mà thấy nguy như này thì nguyện vọng của bản thân tôi rồi được, được tiêm, rất được tiêm để mà phòng cho bản thân và cho cả cộng đồng nhưng mà vì cái bị chân liệt đã gần chục năm nay rồi tôi không đi được nay được phái đoàn của y bác sĩ của của huyện của huyện đến tiêm tại nhà bản thân tôi rất cảm ơn bên cạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng covid 19 hoạt động tiêm chủng mở rộng được trung tâm thực hiện thường xuyên có hiệu quả trong năm 2022 tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 86,8% tỷ lệ tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi đạt trên 79%. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm não Nhật Bản mũi 3 đạt 95%. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B 24 giờ sau sinh tại cơ sở y tế đạt trên 92%. Trong năm 2022, có 155 xã của 10 trung tâm y tế huyện, thành phố đã ký phụ lục hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để điều trị tăng huyết áp theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế tuyến xã. Trung tâm đã thực hiện 10 đợt khám sàng lọc tăng huyết áp tại 10 xã được 3.800 lượt bệnh nhân, khám phát hiện mới 114 trường hợp có bệnh tâm thần, quản lý 1.208 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 535 bệnh nhân động kinh, duy trì hoạt động phòng chống bệnh tâm thần động kinh tại 161 xã phường thị trấn, tham gia đoàn công tác của Sở Y tế, đến hỗ trợ điều trị rối loạn phân ly tập thể tại điểm trường Nà Rại, xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc, được người dân và chính quyền tin tưởng, tổ chức tư vấn về phòng chống ung thư, cho người dân tại cộng đồng cho 9 huyện với 3.557 người được tư vấn, tổ chức tập huấn cho 134 nhân viên y tế thôn bản về phòng chống bệnh ung thư tại các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Trong năm 2022, trong số 39 trường hợp nhiễm HIV mới, có 7 trường hợp đã tử vong, 28 trường hợp còn sống đã điều trị ARV, có 1 trên 39 trường hợp phát hiện mắc lao và điều trị đồng thời ARV và lao. Trong năm 2022, tư vấn và làm xét nghiệm HIV cho 3.545 lượt người đối tượng là nghiện trích ma túy, người có nguy cơ cao. Duy trì điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại 12 cơ sở điều trị trong toàn tỉnh, với tổng số 1.450 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện. Trong cái thời gian mà thực hiện cái chương trình cái cơ sở methadone ấy, để dùng cho các đối tượng nghiện ở cộng đồng đến để dùng các chất thay thế thì phải nói là cũng có cái hiệu quả nhất định hiện tại thì trung tâm y tế bảo lạc cũng đã thu dung được gần 100 cái đối tượng nó là qua cái thời gian thực hiện thì nó sẽ giảm thiểu vấn đề lây nhiễm HIV trong cộng đồng hai nữa là người ta có sức khỏe để tiếp tục hòa nhập với cộng đồng và có lao động có ích cho xã hội trước đây thì bảo lạc chưa có cái điểm mở cho uống methadone ấy thì chúng tôi phải đi xuống uống ở Bảo Lâm mà đi lại vất vả lắm. Thứ nhất là đường xa, nên là tốn tiền xăng xe cộ đi rất vất vả. Mưa nắng hôm mùng 1 Tết rồi còn phải sáng sớm là dậy đi. Rồi sau đến năm 2020 Bảo Lạc có thì chúng tôi thấy đỡ đi rất nhiều. Để uống ở gần đi lại thì làm việc gia đình rất thoải mái thực hiện tốt công tác xét nghiệm khám chữa bệnh, xét nghiệm HIV, xét nghiệm sốt rét, xét nghiệm phòng chống dịch và các xét nghiệm nước, thực phẩm. Tổng số lượt xét nghiệm trên 44.000 lần, trong đó xét nghiệm sinh hóa máu 4.351 mẫu, xét nghiệm lao 1.548 mẫu, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được 24.825 mẫu. Kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh được trên 11.000 lượt hành khách, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc dịch bệnh COVID-19 hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, không có dịch xảy ra trên địa bàn tại các cửa khẩu. Kiểm tra và khử trùng y tế đối với phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh được trên 19.000 xe triển khai kế hoạch tẩy run cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh được trên 234.000 viên thuốc tẩy run, trong đó cấp thuốc tẩy run cho trẻ 24 đến 60 tháng tuổi được trên 41.000 viên, cấp thuốc tẩy run cho học sinh tiểu học được trên 55.000 viên, cấp cho phụ nữ lứa tuổi sinh sản được trên 137.000 viên thuốc tẩy run. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ đạt 90%. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đỡ được 89,5%, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tuần đầu sau đẻ 88,7%, truyền thông giáo dục dinh dưỡng cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ dưới 2 tuổi hàng tháng đạt trên 96,3%, tỷ lệ trẻ 6 đến 60 tháng tuổi uống vitamin A đạt 99,1%, tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin A đạt 92,1%, cung ứng cấp phát thuốc theo đơn cho bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú, bảo quản thuốc, vaccine, vật tư, hóa chất, trang thiết bị tại các kho đúng theo quy định, lĩnh thuốc, vaccine, hóa chất, vật tư do các viện trung ương cấp, nhập xuất thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn hàng ngày và công tác phòng chống dịch COVID-19 xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn công tác đến hỗ trợ trung tâm y tế các huyện thực hiện hướng dẫn thí điểm về mô hình điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Đến nay đã có 10 trạm y tế được công bố trạm y tế có vị trí chức năng nhiệm vụ của cơ sở y học gia đình để thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện theo các để hoạt động theo nguyên lý gia đình và về còn về trang thiết bị thì trạm y tế đã rà soát thực hiện rà soát lại các danh mục danh mục theo thông tư 21 để xem là những trang thiết bị nào mà chưa có thì là đề xuất với trung tâm y tế để trung tâm y tế mua sắm ạ và cũng đã được trung tâm y tế đầu tư các trang thiết bị cơ bản cũng như là máy điện tim này rồi máy khí dung và các bộ nẹp để thực hiện cho sơ cấp cứu ban đầu ấy. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức người lao động trong năm vừa qua, trung tâm đã tổ chức bình xét thi đua khen thưởng và trình đề nghị sở y tế tặng danh hiệu cho 15 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó một tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, trình tặng danh hiệu cho 141 cá nhân đạt lao động tiên tiến và 9 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở những thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc của bạn tuần này của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại